Ok, hello, chào các bạn. Hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chưa biết cho cái gì đã trà đã cảm ơn rồi. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của Sống Châu Phi. Ngày hôm nay là cũng là sắp Noel rồi các bạn, còn có 3-4 ngày nữa thôi. Thì hôm nay mình tập trung tất cả các anh em ở... Nói chung là tất cả mọi người hiện tại đang làm việc với mình ở xưởng mộc này, ở nhà tình thương, rồi là mấy anh em trợ lý của mình luôn. Hôm nay sẽ đi mua quần áo rồi giày dép mới cho các anh, coi như là quà Noel để cho các anh chuẩn bị đón năm mới. Ôi gì vâng mà nà pra xa vâng mà còm ra cà mi ra cao xa xa pa tu tu đu nô vù. Agora metade subiu aqui, outro subiu no carro. Đông quá các bạn. Anh em mình có 18 người. Xe một nửa trèo lên xe máy, còn một nửa. Tao bảo ho. Anh em mình đến chợ đây rồi. Ôi, vamos procurar roupa. Cada um tem um camisa Iwana ali. Tá bem. E um calça esse tipo. E um sapato. Tá bem. Tá bem, né? Vai, vamos ver. Vamos. Obrigado. Agora, velho, também. Você não quer? Quero, chefe. Então aí, vai. Tá bem. Mota. Não tem problema. Ah, não tem. O Beto não precisa. Eu? É. Não preciso, chefe. É. Só uma preta aí. Aí é? Adidas, gosto muito Adidas. Adidas, né? Tem que perguntar preço. Tem que chorar para pedir desconto, tá vendo? Eu vou servir esse. É? Ok các bạn, đấy, cứ đưa nguyên cái dàn anh em này vào đến đây là chủ nào nhìn thấy là cũng hết hơi luôn. Đội này không biết đến đây làm gì, đông thế này. Quan tủ, em chị quan. Shit. Nó ta ghen đi. Cảm ơn. Em xin phụ quân, em xin quân. Mana? Em xin quân thì kể. Đối. Nó tên đi con du. Đấy, cada ông tên ông với ca sĩ, đấy, đây là cái capi đi. Dạ? Cami ra. Bé tu ơi. É si bonito, ué. Ah, isso aqui? É. Ah, pequeno. Só cartão, é só gente. Não posso tirar? Aqui? Quero esse? Ah, tá bom. Já. Ok các bạn, anh em mình đã về đến nhà rồi. Đây, đó, tất cả anh em cũng đã thử xong quần áo hết rồi. Đấy, ok không? Mỗi anh một đôi giày mới, rồi là quần mới, áo mới, tất cả vẫn còn nguyên mác, chưa ai cắt. Đấy. Quần vẫn còn nguyên mác này. Vẫn còn nguyên mác. Ok. Đây, quần đây cũng còn nguyên mác đây. Nguyên đây. Tất cả đều đồ mới nguyên mác các bạn. Chà. Hallelujah.
chega, chega. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica aqui, vai ver. Fica aí, vai ver. Các bạn thấy sự thay đổi khác biệt hoàn toàn lúc đầu tiên và bây giờ là khi mà tất cả đã xong xuôi hết rồi. Đó. Nói chung là bây giờ tất cả mọi người là anh em đấy là rất là đẹp trai rồi. Rất là ok. Espera, para tirar foto para ficar bonito, sabe? Tá bom? Controlar. Espera, eu também quero. Tá bom? Tá bom? Beta, ué, você não sabe. Tá bom? Já. Tá bom, agora. Agora vamos bazar em casa. Yeah. Vai junto com o Beto e eu também vai levar. Ok, các bạn. Mình đã đưa anh em ra ngoài chợ để mua quần áo mới rồi. Tất cả các anh em đều có quần áo mới. Đều có tất cả rồi. Đây là món quà Noel sớm của cô Thủy và cô Thi ở bên Mỹ gửi tặng cho tất cả anh em trong team của mình. Một lần nữa cảm ơn hai cô rất là nhiều. Thì thôi, video ngày nay mình xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Các bạn thấy video có ý nghĩa cho anh em một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Giờ cho anh em về đây. Ok các bạn. Bây giờ mình nói chung là bây giờ phải đưa các anh em về. Ok các bạn, bây giờ mình phải đưa các anh em về đã. Trời thì sắp mưa rồi. Một mình cái xe mô tả kia thì không thể nào chở hết 18 người được. Nên phải mình và Beto hai anh em chia nhau chở đưa mọi người về. Ok các bạn, vừa nãy là anh Manuel là có việc bận. Thế nên là anh ấy không đi cùng anh em mình được từ đầu đến từ đầu video đến giờ là các bạn thấy anh ấy không xuất hiện. Bây giờ mình sẽ vào rồi sau đó sẽ đưa tiền cho anh ấy để mai anh ấy tự đi mua sắm của anh ấy. Thế không phải mọi người lại hỏi là tại sao không đưa Manuel đi. Bởi vì là Manuel có việc bận các bạn. Thế nên là không đi theo anh em mình được, không đi cùng được. Đó, mọi người đang nhảy múa. Nhảy múa hè hò hết. Nói chung mọi người rất là vui các bạn ạ, rất là vui. Bởi vì là thực tế thì đúng là nếu như mà hôm nay mà không đưa mọi người đi mua quần áo thì chắc là mọi người cũng chẳng bao giờ có đủ tiền mà mua được mấy bộ quần áo mới để mà mặc. Vừa là quần áo này lại còn giày luôn. Đây sắm cho các anh từ đầu đến chân luôn. Trời sắp mưa các bạn ạ. Thế là mình phải cố anh em chạy nhanh một tí. Nếu không thì mưa phải ướt hết cả quần áo đẹp luôn. Anh Beto mặc nguyên quần áo.
Tá bonito. Anh em rất là vui các bạn. Đấy, tất cả đã có quần áo mới rồi. Anh cameraman của mình cũng có luôn nhá. Nhưng mà anh cameraman hiện tại là không xuất hiện trên màn hình nên là anh chưa mặc. Bên Tù đâu rồi? Đấy, anh đây là bên Tù này. Đấy.